Hello, hello, xin tất cả anh em nhé. Thì mình là LTL đây, đẹp trai MS03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nhá. Thì trước khi vào clip ngày hôm nay thì bây giờ mình muốn điểm danh xem nhé anh em nào còn yêu quý LTL nhá, fan LTL và đã bấm chuông clip này, anh em bấm like clip này rồi nha anh em ơi. Đấy, mình đến với anh em 3 giây, anh em bấm like này. 3, 2, 1, like anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em fan cứng của LTL nhá. Tí là mình sẽ quyết định là tặng quà cho tất cả anh em đã bấm like clip này nha anh em ơi, và bật chuông thông báo nhá. Ok, hôm nay mình rất là vui anh em ạ. Anh em thấy khuôn mặt của mình hôm nay rất là sáng sủa và tươi cười đúng không anh em ơi? Bởi vì mình đã lấy lại được con ạc GCLTL nha anh em ơi. Thì nói chung là cho anh em nào chưa biết thì hôm trước là mình đã kiểu như gửi cái con ạc này, mình nghỉ game anh em, mình quyết định nghỉ game. Mình tặng cái con ạc này cho một bạn fan của mình anh em ơi, ở gần nhà mình anh em ạ, ở quê. Nhưng mà nó đã đổi mật khẩu của mình. Nhưng mà sau vài hôm mình kiểu như đăng lên mạng YouTube anh em ạ thì nó đã giãn rồi nha anh em ơi. Hôm qua mình quay nên nó không dám ra gặp mặt mình anh em ạ. Nhưng mà một lúc sau thì thằng bạn của nó đã kiểu như là về gọi nó ra nha anh em ơi. Thì nó bảo là đừng quay cái video đấy, em ngại lắm nên là mình đã không quay anh em ơi. Là mình nó đã đưa tài khoản mật khẩu cho mình rồi nha. Mình đã đổi lại anh em ơi và mình đã chính thức lấy lại được con ạc GCLTL nha anh em ơi. Nhưng buồn một cái nha, đó chính là quân đoàn của mình vẫn chưa lấy lại được nha anh em ơi. Vẫn chưa chuộc lại được anh em ạ. Đây, vẫn là thằng đại gia Dubai nó làm chủ quân đoàn anh em ơi. Mình quá buồn anh em ơi. Nó không thể lấy lại được quân đoàn tâm huyết anh em ơi. Ok, không sao anh em ơi. Quan trọng là mình lấy lại ạc được rồi. Nhưng mà còn việc là mình có thể tiếp tục quay FIFA cho anh em và tiếp tục chơi FIFA hay không thì tí mình sẽ nói anh em ơi. Mình cũng chưa dám chắc anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục và mình sẽ nói chung ăn mừng là mình lấy lại được con ạc. Bây giờ mình sẽ còn 3k kim cương mình vừa rút trong shop mình ra anh em ạ. Ấy, lúc nãy nó phá hết của mình anh em ơi. Nó vào nó đổi mật khẩu nó phá hết kim cương của mình. May nó không phá vàng của mình anh em ạ, chứ không tới công chuyện mình luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào ạc của mình. Bây giờ mình sẽ xem có sự kiện gì nổ lắm hay chưa, động ạc chính anh em ạ. Đấy, anh em thấy hay anh em nhớ đừng có tua xem mình quấy ủng hộ mình nha anh em ơi. Ok, và tí mình sẽ công bố cho anh em. À nhà mình sẽ nói cho anh em là liệu mình có chơi game FIFA lại không. Thì tí nữa anh em cùng theo dõi đến cuối nhá. Bây giờ mình sẽ đi phá đồ anh em ơi, còn 3 cái kim cương mình không biết là có gì để phá hay không. Ui, quả bộ đồ trông xịn xò nhỉ. Ok, tí nữa mình sẽ quay nha để mình nứt qua của mình đây anh em ạ. Đấy, để xem nó có mất cái gì không. Đấy, nhưng mà chắc là chả mất cái gì thôi nha, bởi vì mấy cái này không bán được. Ui, chuẩn bị có cái tay làm đấm này nha bảy anh nhá. Hình như có lâu rồi mà mình chưa săn đất anh ạ. Ở đây sự kiện gì đây? À, sự kiện này là sự kiện ấy anh em ơi, sự kiện 70% này, à giảm giá này anh em ơi. Ui, mình được 82% nữa. Đủ, cái thằng kia hên đấy nhỉ, nó cho mình giảm được 82% nữa này anh em ơi. Ngon, từ từ để mình mua luôn cái bộ đam làm này anh em ạ. Ui, đẹp luôn, trời ơi, trang bị thôi anh em ơi. Đấy, trời quá đẹp luôn anh em ơi. Ok, quần gì không ta? Quần gì đẹp, ui, bom keo rẻ đấy nhỉ. 89 kim cương này, mua luôn anh em ơi. Nói chung hết kim cương thì mình lại vô shop mình mà anh em ơi, không phải lô ra nhá. Ôi, thẻ tạo phòng có độc 36 này, mình mua mắc luôn này. 20 cái luôn này anh em ơi. Nói chung mình không có gì ngoài kim cương cả anh em ạ. Shop mình lại còn đang xả. Ui, vé quay chế tác có được 7 kim cương một vé kìa. Ok, mình sẽ mua hết mấy cái vé quay này nha anh em ơi. Hành động gì đây? Ok, mua luôn này. Nói chung là mình không ngán đâu anh em ạ. Cái gì là uy tín là mình mua nhá. Cái này thì không cần đâu anh em ơi, chả có hiệu ứng kỹ năng gì. Để mình không mua nhá. Đấy, cái gì vui vui. Ui, thiểu được tên mà mình mua bố rồi anh em ạ. Ờ, còn gì không ta? Có cái dâu này. Thôi khỏi cần anh em ơi. Cái bộ này trông khá xấu nhưng mà thôi cứ mua nha anh em ơi, bởi vì mình có kim cương mà anh em. Đấy, không ngán đâu anh em ạ. Ok, còn một cái 6 kim cương anh em ạ. Ui giời, nhanh đấy nhỉ. Không biết là liệu có quay được ra cái bộ đồ này không anh em ơi. Không biết là liệu nó có ra được hay không. Mình nghĩ khả năng cao không đủ đâu anh em ạ. Một cái 6 kim cương chắc không ra được đâu anh em ơi. Con thua rồi. Ok, mình cứ quay thử anh em ơi. Ui, con biết này trông ụ gì anh em nhỉ. Trông cứ chuẩn suy ai. Nhân phì nha. Con biết ụ thật. Ok anh em, bây giờ mình sẽ quay nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ quay luôn cái bộ đồ này đi. Ok, không biết một cơ sáu ra thôi anh em ạ. Ok, mình chuẩn bị hết kim cương rồi anh em ơi. Không sao, tí mình sẽ vào shop mình quay anh em ạ. Ok, mình sẽ quay x10 luôn anh em ơi. X10 luôn này. Mình sẽ đọc một câu thần chú nha. Ra luôn. Ra không, ra bộ đồ đi. Ai cả lìu không ra gì anh em ơi. Ok, tiếp tục quay tay. Vận may sẽ tới. Chả tới nữa anh em ạ. Cái bộ đồ này trông nó không đẹp lắm. Mà tại sao mình lại quay nhỉ? Mình ngu ấy nhỉ anh em nhỉ. Ok, 54 cái rồi. Ok, không sao, mình nghĩ khả năng cao nó vẫn ra đấy nhỉ. Mình phải đọc một câu thần chú nhỉ. Ra bộ đồ. Không ra nhỉ, ra toàn mấy cái huy hiệu quần què anh em ạ. Điên thế nhỉ. Rồi, vẫn không ra nhỉ. Ok, lại bảo không ra đi. Ôi, chưa ra nhỉ. Điên thế nhỉ, 114 anh em ơi. Huy hiệu có đủ hay không đây? Còn lại được quay nữa anh em ạ. Rồi, bình tĩnh. Má, nó càng thế nhỉ. Rồi, bé này lại bảo không ra đi. Ra đi. Không ra nhỉ. Ôi, đủ luôn rồi. Còn vài lượt nữa là đủ anh em ơi. Vẫn đủ luôn kìa anh em ơi, ảo thật đấy. Mình cứ tưởng không đủ anh em ạ. Đủ thôi. Quay tí nữa. Ok, đổi lên bộ nam anh em ơi, đổi lên bộ nam nhá. Ê, mà ấn nhầm đổi bộ nữ thì chết dở rồi anh em ơi. Ok, mở luôn này. Mở luôn, trang bị luôn.
Ok, để mình ngất xuống xem mình quay video. Ui, quay rồi, may quá. Tưởng chưa quay thì khóc thét rồi đây nha. Ok, bây giờ mình nói chung là mình sẽ test cái bộ đồ này cho anh em xem nhá. Cái bộ đồ này, cái áo này giống khá giống cái áo huyền thoại của mình hay mặc anh ạ. Ok, mình sẽ chơi một trận đối kháng này anh em ơi. Đấy, cái trận nói chung là mấy cái trận như này mình hay chơi lắm anh ạ. Rồi, mình sẽ test cho anh em và tiện thể là mình phân tích luôn cho anh em là liệu mình xem mình còn chơi tiếp tục là chơi FIFA nữa hay không nha anh em ơi. Đấy, ok, thì mình sẽ bắn khẩu gì ta cho nó hay nhỉ? Thompson đi anh em ơi. Thompson với AC80 đi. Đấy, anh em chưa? Uy tín luôn anh em ạ. Ok, nói chung là mình phân tích luôn cho anh em ạ. Thì nói chung là mình nghĩ là khả năng cao mình sẽ tạm nghỉ FIFA một thời gian anh em ơi. Bởi vì sắp tới là mình cũng sắp về quê rồi anh em ạ. Mình cũng không có tiền đóng tiền phòng anh em ơi. Bởi vì anh em xem clip anh em toàn xem chùa, anh em chả bật chuông đăng ký kênh nhỉ. Nên mình khá buồn thôi anh em ạ. Ok, từ từ để mình xử lý lốt mạng này, mình tiếp tục phân tích cho anh em nhá. Và mình vẫn tiếp tục là mình sẽ nghỉ FIFA và mình sẽ tặng gạc này cho anh em nha anh em ơi. Từ từ. Ôi, con này bắn đau thế. Anh em thấy quả bông keo mình chết kìa anh em ơi. Điên đấy nhỉ. Ok, nói chung là mình phân tích cho anh em. Ôi, thằng này là con trai anh em ạ. Nó dám chơi nhân vật nữ, nó trêu mình. Ok, nói chung là mình sẽ có một cái điều kiện để anh em muốn sở hữu kẹt là anh em cài cho mình nhá. Cái này thì mình phải chắc chắn rồi anh em ạ. Đó chính là mình sẽ quyết định là tìm một bạn có kỹ năng thật anh em ơi. Đấy, có nghĩa là ai solo thắng mình thì mình sẽ đưa kẹt lại cho bạn đấy. Từ thì mình giết cái con bé đã. Nó vừa giết mình ạ. Nó mới thoa đâu đấy. Mới thoa ra đấy. Từ bình tĩnh. Đâu rồi. Con danh con này. Đây, thấy anh em ơi. Mày bắt đài mình rồi, con danh con này. Ok, tiếp tục nha anh em ơi, thì mình nói tiếp nha. Thì mình sẽ quyết định là gửi cái ạc này cho một bạn tâm huyết này anh em ơi. Nhưng mà bạn đấy với điều kiện là phải solo thắng mình nha anh em ơi. Đấy, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ tạo một cái giải đấu nha anh em ơi. Cứ ai mà solo thắng mình, đấy, mình sẽ tạo 7 dao thì mình sẽ tặng cái ạc này cho bạn đấy. Đấy, mình sẽ tặng luôn. Uy tín luôn nha anh em ơi. À, cho bạn ấy có thể cài hộ mình nha bạn. Chứ bây giờ mình tặng cho mấy bạn mà kiểu như không có kỹ năng anh em ơi, xong phá ạc của mình xong bắt đầu lại bán quân đoàn các kiểu thì mình khá buồn anh em ạ. Nên là mình phải tìm hẳn một bạn tâm huyết anh em ơi. Đó, và phải fan của mình nha anh em ơi, phải fan của mình. Bấm like clip này và đăng ký kênh anh em ơi thì mình mới tặng nha. Từ từ thì mình tẩn cái cục xít này ra đã. Ui. Tuổi gì? Đấy. Đấy mình nhắc lại anh em ơi. Thế anh em nào mà muốn sở hữu cái ạc này mà kiểu như fan LTL mà muốn cài giúp LTL đấy, mà không hứa với mình là không được bán quân đoàn này, không được cam kết, không được bán, không được phá ạc này, không được đổi tên các kiểu ấy, thì mình sẽ tặng cho bạn đấy anh em ơi, với một điều kiện là phải có kỹ năng và phải solo thắng mình. Ok chưa anh em? Đấy, mình sẽ quyết định là tặng cho bạn đấy nha. Anh em nào muốn tham gia, muốn lấy ạc này thì anh em nhớ là comment đi xuống bắt đầu từ hôm nay. Comment đi và kèm theo một lời chúc, nhớ là đăng ký kênh mình nha anh em ơi. Để mình quyết định là bắt đầu ngày mai mình sẽ tạo ra một cái giải đấu anh em ơi. Solo anh em ạ. Đấy, ai mà solo thắng mình sẽ nhường ạc này luôn. Uy tín anh em ơi. Đấy, anh em nào thế anh em mà có kỹ năng thì anh em nhớ là comment xuống nhá. Đấy, anh em mà có kỹ năng anh em comment xuống nhá. Mình ra đây. Nhẹ cái đầu ở đây. Ui, một viên rồi. Chạy đâu. Tao ném xít mày luôn. Ok, xít cái tuổi luôn anh em ạ. 3-1 rồi anh em ơi. Đấy, nó phải có kỹ năng như mình thì xứng đáng là sở hữu con ạc chứ đúng không anh em ơi. Ạc của mình cái gì à có. Quan trọng là anh em có kỹ năng hay không. Có solo thắng được mình hay không thì anh em mới sở hữu được ạc chứ. Đấy, anh em nhớ theo dõi nha, hành trình bắt đầu ngày mai mình đi solo nha anh em ơi. Đấy, ai mà solo thắng mình là mình cho sở hữu luôn con đạc này. Đấy, uy tín chưa, con đạc tâm huyết thôi anh em ạ. Không thiếu gì ngoài đồ luôn, mình chả phải solo lại anh em ạ. Bởi vì mấy clip trước là mình solo quá nhiều rồi anh em ơi. Quan trọng là anh em có kỹ năng là được. Ok, con bé này từ từ để mình giết nó ra anh em ạ. Cho anh em biết thế nào là lễ hội luôn nha anh em ơi. Này, mình ra đây. Mày ra đây. Ui giời ơi, anh em thấy chưa. Không cần vào đầu nhưng mà quan trọng là ở cái trình anh em ạ. Đấy, anh em thấy hôm nay đẳng cấp không? Quá uy tín luôn đúng không anh em ơi? Rồi, nói chung là mình kết thúc luôn trận đấu anh em ơi. Và mình thông báo cho anh em là mình đã lấy lại được ạc nhá. Và mình vẫn quyết định là mình chưa chơi game trở lại nha anh em ơi. Và mình đang kiếm một bạn thực sự là tâm huyết bắn cực kỳ hay để có thể nhượng con cầm cái con ạc này có thể là sở hữu nha anh em ơi. Từ từ để mình nhắm xít ra anh em ạ. Nhắm xít tao mày. Ui, solo. Vai trưởng nghiệp mà không ghim đầu anh em ơi. Trời ơi, ok không sao anh em ơi, 30 nó vẫn chưa phải là Tết anh ạ. Để xem nó mua khẩu gì anh em ơi. Rồi mình sẽ kết thúc luôn cho nó nhanh em ạ. Không thể để live dài kéo dài 4 đều rồi. Nó lật kèo thì cười ỉa. UMB là súng tủ của mình rồi anh em ơi. Nên là không lo nha. Rồi nói chung là bộ đồ này mình chấm điểm là 9 trên 10 nha anh em ơi. Bởi vì nó khá đẹp anh em ạ. Nói chung cũng khá là hút máu đấy. Anh em nào có kim cương thì anh em mới có thể là săn nha anh em ơi. Anh em nào không có thì thôi nha anh em ơi. Ok. Thì nói chung là clip của LTL đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả đã theo dõi đây. Bye bye anh em.